Theo số liệu của Bộ Công Thương, năm 2018, ngành logistics tại Việt Nam tăng trưởng khoảng 12-14% so với năm 2017. Số lượng các doanh nghiệp vận tải và logistics hiện là 3.000 doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp logistics hoạt động theo các tuyến đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa, đường hàng không. Tiềm năng và cơ hội để ngành vận tải và logistics tại Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới là rất lớn. Sự phát triển của ngành vận tải và logistics sẽ tạo điều kiện để Việt Nam nhanh chóng trở thành một trung tâm sản xuất mới trong khu vực, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc. Wow. Đây là một cái trích đoạn trong cái bài báo mình đọc trên trang mos.gov.vn. Đuôi tên miền là .gov.vn là đuôi tên miền của một cơ quan nhà nước chính phủ nha các bạn. Đây là những cái số liệu của năm 2018, còn nếu như bạn muốn cần một cái số liệu chính xác nhất, mới nhất thì các bạn phải mua nha. Có một cái trang web tên là ngành hàng.vn, thì cái trang web này chuyên bán những cái tài liệu về ngành logistics, về nghiên cứu thị trường logistics tại Việt Nam và trên thế giới. Có những cái tài liệu từ vài trăm nghìn cho đến vài triệu đồng đều có cả. Tất nhiên là đối với những bạn học sinh sinh viên thì mình nghĩ là các bạn chưa cần phải dùng đến những bộ tài liệu như thế này đúng không nào? Thế nhưng mà cái thông tin mình đưa ra ở đây á, để muốn nói với các bạn rằng là ngành logistics có thể sẽ là một ngành học tiềm năng trong tương lai. Và thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về ngành logistics, xem ngành học này là học những gì, cơ hội việc làm ra làm sao, mức lương như thế nào dành cho sinh viên mới ra trường, và một vài thông tin khác sẽ được đề cập trong video ngày hôm nay. Và khách mời ngày hôm nay của chúng ta là bạn Hải Đường, là cựu sinh viên chuyên ngành logistics tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ và hiện cũng đang làm trong lĩnh vực này. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hải Đường, hiện mình đang sinh sống và làm việc ở Vũng Tàu, mình cũng đang là một người làm trong ngành logistics. Trước đây thì em học ngành nào nhỉ? Dạ, trước đây thì em học chuyên ngành logistics luôn á, tại em học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ. Trong video tuần trước thì mình có giới thiệu về ngành ngôn ngữ Anh cùng với khách mời là bạn Lưu Minh Cảnh, là cựu sinh viên chuyên ngành ngôn ngữ Anh và hiện đang là giáo viên tiếng Anh. Với những cái thông tin rất là cần thiết dành cho những bạn đang có cái dự tính theo học ngành ngôn ngữ Anh, mình sẽ để cái đường link của video này ở trên đây hoặc dưới phần mô tả của video nha. Nhút Job Việc Làm. Nhờ vào mạng lưới kết nối lên đến hàng nghìn doanh nghiệp, với Nhút Job, người dùng sẽ dễ dàng tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với mình. Bên cạnh đó, Nhút Job còn cung cấp cho bạn một công cụ tạo CV đa phương tiện. Đây sẽ là một trợ thủ đắc lực giúp bạn ghi điểm với nhà tuyển dụng. Vậy thì tại sao lúc đó em lại chọn học ngành logistics mà không phải là một ngành học khác? Cái việc học logistics đối với em nó cũng là một cái duyên thôi ạ. Thật ra là trước đó, chia sẻ thật là trước đó em chưa có hình dung được là cái ngành này nó sẽ là gồm những cái gì. Em học thử thôi. Tại vì lúc trước đó là em đam mê một ngành khác, nhưng mà cuối cùng em lại không có chọn ngành đó. Thì sau khi mà em nghe mẹ em với chị em tư vấn thì em học logistics thử, và sau khi học xong thì em cảm thấy khá là yêu thích cái ngành này. Em quyết định đi theo ngành luôn sau này. Vậy có nghĩa là cái dự tính ban đầu của em không phải là ngành logistics mà là một cái ngành khác. Vì cơ duyên nào đó đưa đẩy em là vào ngành logistics để theo học. Cũng rất là thú vị nha. Có một câu hỏi mà anh cũng được rất là nhiều bạn sinh viên hay hỏi đó. Đó là giữa cái ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, nó là một hay là nó là hai cái chuyên ngành khác nhau? Logistics nó là một khái niệm rộng hơn của quản lý chuỗi cung ứng. Nói chung là nó cũng xem với nhau á anh. Tại vì nó cũng sẽ là một quá trình để mà đưa hàng được từ người bán đến người mua trong quá trình đó. Đó thì cái logistics nó là một cái rộng hơn của cái quản lý chuỗi cung ứng. Nên thành ra là hai cái đó là nó xem với nhau á anh. Nên đôi khi là sẽ có những trường họ đào tạo, họ lấy tên là quản lý chuỗi cung ứng. Còn có bình thường là em thấy nó sẽ đi theo một cái định nghĩa chung, nó sẽ là ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng, chứ nó sẽ không tách riêng ra là ngành quản lý chuỗi cung ứng và ngành logistics. Có nghĩa là theo như em giải thích là cái kiểu nó, mặc dù nó là hai cái tên khác nhau nhưng mà nó cùng làm trong một cái lĩnh vực đúng không? Dạ đúng. Vậy em có cái ví dụ nào về phân biệt giữa logistics và quản lý chuỗi cung ứng không? Ví dụ logistics là những cái dịch vụ hàng hóa, ví dụ như là sẽ có một nhà máy đó họ sản xuất ra hàng và họ xuất khẩu đi đến một cái giống như là nhà máy đó ở khu vực cái mép thị vải, và họ sản xuất ra mặt hàng, ví dụ mặt hàng giấy, và họ xuất đi thì có một cái khách hàng ở Hải Phòng họ cần cái hàng đó, thì quá trình để mà đóng gói rồi vận chuyển cái hàng giấy đó từ khu vực cái mép đến Hải Phòng bằng xà lan. Trong cái quá trình đó thì mình sẽ có những cái như là đóng gói tại nhà máy nè, xong rồi những cái thủ tục để thông quan hàng hóa nè, sau đó sẽ vận chuyển cái hàng đó theo hình thức đi bằng xe container hay là đi bằng xà lan đó, để mà vận chuyển ra Hải Phòng thì thường là sẽ đi theo hình thức xà lan nội địa đó. Thì đó là gọi là một ví dụ về logistics.
Còn quản lý chuỗi cung ứng mình có thể dùng một định nghĩa sâu rộng hơn, đó là việc các hãng tàu kết hợp với lại các cảng biển để mà cho ra nhiều những cái tuyến dịch vụ, những cái tuyến đường đi để mà làm giảm những cái tình trạng tắc nghẽn hàng hóa. Có một câu hỏi như thế này, đó là những cái công ty như là giao hàng tiết kiệm, Viettel Post, giao hàng nhanh, thì đây có phải là một dạng của công ty logistics không? Đó cũng là một dạng ở trong cái chuỗi cung ứng của logistics. Nhưng mà tuy nhiên những cái hình thức của những công ty này là làm từ bên vận chuyển nhiều hơn. Những cái công ty logistics thì thường là những công ty forwarder, là họ ngoài vận chuyển họ sẽ có thêm những cái phần giống như là làm thủ tục, giấy tờ, dạ đó, và thông quan hàng hóa. Đó thì những cái công ty đó họ sẽ chuyên về logistics hơn. Còn những cái như là giao hàng tiết kiệm, Viettel Post thì họ sẽ chuyên về kho bãi, dạ, quản lý kho bãi và vận chuyển hàng hóa đến tay khách hàng thôi. Nó sẽ là một cái nhánh nhỏ ở cái phần cuối cùng. Có nghĩa là cái logistics nó là một cái quy trình, là từ cái hàng từ của khách hàng A qua cái người nhận là B, nó là một cái quy trình. Tất cả những quy trình của nó, từ giấy tờ, hải quan cho đến vận chuyển, có nghĩa là logistics là một cái quy trình hết. Đúng rồi. Còn Viettel Post giao hàng tiết kiệm hay đó là nó chỉ là một cái nhánh nhỏ bên trong cái logistics đúng. Thôi. Dạ đúng rồi, nó chỉ là một cái nhánh nhỏ dùng để vận chuyển hàng hóa thôi. Hiện nay thì có 3 khối xét tuyển ngành logistics là A, A1 và D1. Tuy nhiên là không phải trường nào cũng có thể xét tuyển cả 3 khối. Thậm chí là có những trường còn xét tuyển hơn 3 khối đó nữa. Thì để biết thêm thông tin về khối xét tuyển của ngôi trường bạn dự tính theo học ấy, thì bạn cứ việc lên website trực tiếp của ngôi trường đó mà bạn tham khảo thôi. Còn nếu như bạn chưa biết cách lựa chọn một trường học phù hợp thì bạn có thể xem thêm video gợi ý đây của mình. 4 tiêu chí lựa chọn trường học hiệu quả, mình sẽ để đường link của video này ở trên đây hoặc dưới phần mô tả của video nha. Rồi ok, vậy thì cũng có một câu hỏi mà anh cũng được khá là nhiều bạn hỏi nữa. Học ngành logistics là học cái gì? Có nghĩa là những cái môn học cụ thể mà em sẽ phải được học. Em ví dụ một vài môn giống như là quản lý chuỗi cung ứng cũng là một môn ở trong ngành logistics. Vận tải đa phương thức, luật thương mại nè, và những cái môn về logistics, những cái môn về logistics cơ bản hay là logistics chuyên ngành. Đó là những cái môn mà mình sẽ học được. Và đôi khi mà có một môn gọi là thanh toán quốc tế nữa. Dạ đó. Vậy thì trong những cái môn đó thì môn nào em cảm thấy khó nhất? Ngày xưa khi em học cái môn khó nhất là cái môn về làm thủ tục hải quan và mã HS code á. Đó là môn vận tải đa phương thức. Nếu em nhớ không lầm thì đó là môn vận tải đa phương thức do một thầy dạy của em khi mà còn ở trong trường. Đó là môn học mà em cảm thấy khó nhất trong suốt quá trình học, đúng không? Vậy thì học ngành logistics có cần học toán cao cấp không? Hình như là cái đó, ngày xưa là bên em có, ngày xưa lúc mà trong em lúc đó đi học thì có học cái môn đó. Dạ. Nhưng mà đến lúc ra thì cũng không có phải là sử dụng nhiều quá về cái đó đâu, tại vì ngành này nó là thực tiễn, đó là thực tế chứ không phải là một ngành nghiên cứu, một ngành khoa học. Vậy thì em theo học trường là mấy năm nhỉ? Dạ em theo học trường là 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. Vậy thì cái học phí mà em đóng cho nhà trường là bao nhiêu? Tại vì em có học bổng á, nên thành ra là khi em đóng học phí xong thì trường cũng sẽ hoàn lại cho. Thì theo em nhớ là một năm nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 7 đến 8 triệu một năm. Cái đó là đối với trường của em. Nhưng mà em có khảo sát mặt bằng chung về những bạn học logistics khoảng bao nhiêu một năm không? Dạ, có. Thì em có khảo sát thì những trường khác nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 15 đến 30 triệu một năm. Dạ. 15 đến 30 triệu dạ, một năm. Dạ, từ trường và tùy cái chương trình học. Theo em thì ngành logistics có cơ hội việc làm tốt không? Và nếu mà sinh viên mới ra trường thì có thể apply được vào những cái vị trí như thế nào? Vào những công việc như thế nào? Dạ, logistics là một ngành có cơ hội việc làm rất là tốt. Và giống như là cách đây khi mà thời mà em học thì đang rất là thiếu người trong ngành này. Và đến hiện tại bây giờ cũng vẫn đang thiếu người. Tại vì cái ngành này nó rộng lắm, nó rất là nhiều mảng mình có thể làm được. Những cái công việc, những cái vị trí mà mình có thể ra làm được là ở hãng tàu nè, ở các công ty forwarder nè, và ở cảng biển nè. Đôi khi là mình sẽ làm ở trong chỉ trong những cái nhà máy sản xuất hàng hóa đó, thì họ cũng sẽ có một bộ phận logistics xuất nhập khẩu riêng đó. Thì cái vị trí làm việc ở trong cái ngành này rất là rộng.
Thì giống như những cái thông tin mà bạn Hải Đường chia sẻ đó, khi mà bạn học và tốt nghiệp ngành logistics thì sau khi mà ra trường bạn không nhất thiết là phải apply vào một công ty logistics để làm. Bạn có thể làm ở rất nhiều những dạng công ty khác nhau, miễn là trong cái công ty đó có một cái bộ phận vận chuyển hoặc logistics thì bạn đều vẫn có thể apply vào được. Mình lấy một cái ví dụ nha, ví dụ về một công ty chuyên sản xuất cabasa đông lạnh chẳng hạn. Mặc dù đây là một công ty về thực phẩm nhưng mà bên trong công ty này có một cái bộ phận gọi là bộ phận vận chuyển hàng hóa, thì khi bạn học về logistics thì bạn vẫn có thể apply vào được cái công ty này. Không nhất thiết là bạn tốt nghiệp ngành logistics bạn phải làm cho một công ty logistics. Bạn hiểu ý mình đúng không nào? Thì trong một công ty logistics như vậy á, thì nó sẽ có những cái bộ phận nào liên quan đến cái bộ phận logistics? Trong một công ty logistics thì thường mình sẽ có những bộ phận là, thứ nhất là phòng sale để mang doanh số về, thứ hai là phòng chứng từ để mà làm giấy tờ thủ tục, thứ ba là về phòng gọi là khai thác giao nhận đó, thì sẽ là những cái người trực tiếp đi làm hàng hóa. Thứ tư là phòng kế toán, phòng kế toán thương vụ để mà họ gọi là họ xem xét những cái khoản chi và khoản thu đó, thì đó sẽ là thường bốn, có bốn bộ phận ở trong một cái công ty logistics. Vậy thì cái mức lương trung bình của một sinh viên sau khi ra trường học ngành logistics và làm trong mảng logistics thì là khoảng bao nhiêu em nhỉ? Dạ, nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 6 đến 12 triệu. Đó tùy vào khả năng lực, ngoại ngữ của các bạn còn có nữa, thì cái mức lương của bạn sẽ rơi vào khoảng tầm trên 10 triệu. Vậy thì em có thể gợi ý một số cái trường đào tạo ngành logistics mà em biết mà cho là tốt không? Có thể, ví dụ là trường cũ của em cũng được. Đó, trường cũ của em, trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tổ. Trường thứ hai là theo mà em đánh giá cao là tốt là Đại học Giao thông Vận tải. Thứ ba là Đại học Ngoại thương, thứ tư là Đại học Kinh tế. Ừ, vậy thì những cái thiết người như thế nào thì sẽ phù hợp với ngành logistics? Phải có tính cẩn thận. Đầu tiên là mình phải có cái tính tỉ mỉ cẩn thận một chút. Tại vì mình làm việc trong ngành này là mình làm việc với con số, mình làm việc với khách hàng và nó rất là chuẩn chỉnh về giờ giấc. Dạ đó. Đầu tiên là mình sẽ có cái tính cẩn thận để mà khi mà mình làm chứng từ hay là mình làm những cái công việc liên quan đến giấy tờ, thủ tục hải quan thì mình không có được phép sai. Tại vì sai một cái là mình sẽ phải bỏ cả một bộ chứng từ ra để mà mình làm lại. Cái thứ hai là về những cái người mà họ thích giao tiếp, họ năng động, họ năng động và họ muốn giao tiếp nhiều hơn để mà kết nối giữa các bộ phận với nhau. Đó, thì em nghĩ là những cái tiếp người đó sẽ phù hợp với ngành này. Vậy thì với kinh nghiệm của em thì em có lời khuyên nào dành cho những bạn đang có cái dự định theo học ngành logistics không? Các bạn hãy tự tin vào cái lựa chọn của mình, tại vì ngành này thực sự là vẫn đang rất là cần người. Và nếu như các bạn có nắm vững kiến thức chuyên môn nè, rồi có ngoại ngữ nè, ngoài ra là các bạn có một chút cái tinh thần chịu khó tìm hiểu, học hỏi và cố gắng phát triển thì sẽ có rất là nhiều cơ hội việc làm ở trong ngành này cho các bạn. Tất cả những thông tin mà khách mời chia sẻ trong video ngày hôm nay đều mang tính cá nhân, dựa vào sự trải nghiệm thực tế của người thật việc thật đã học và đang làm trong lĩnh vực này. Tất nhiên là nó không thể nào mà đúng được 100% với tất cả mọi người được, nên nếu như bạn có muốn học về ngành logistics thì cũng nên tìm hiểu thêm thông tin trên Google nhé. Và mình cảm ơn Hải Đường đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay cùng với mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem vlog của mình ngày hôm nay. Nếu như bạn có câu hỏi nào thì có thể inbox trực tiếp của mình trên kênh Facebook hoặc là Instagram của mình tại Kim Huy 3033, xem video ngắn trên kênh TikTok Người Yêu Mới. Và nếu như bạn thấy nội dung của video có ích các bạn thì đừng quên gửi tặng mình một lượt đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau. Bye bye.